Dữ đó, nó còn nó bùng lên. Ây da. Để biết chia cho con. Chia cho nha. Chia cho nha, cho thoải mái nha. Ừ. Biết chia cho thoải mái nha. Wow. Chia nhiều quá. Wow. Wow, mấy con buồn quá. Tội quá. Vàng ơi, bất chia cho nha, anh bất chia cho nha, không làm gì đâu nha em nha. Wow. Wow, đi đi nhìn gương mình luôn á. Wow. Hai cái chân cái tay. Wow. Ui trời chà. Chó rất ốm nha các bạn. Chó rất ốm. Ốm chó xương cùng xương và da. Wow. Không thể tưởng tượng được là cái tai của nó nhiều di như vậy á. Nó nghe con di này. Đúng nghĩa là 1.000 con di luôn. Mấy ngàn con di. Vừa dỗ nó. Coi nó chạy nha. Coi nó chạy nha. Nó sống. Đây là cái rồi. Ok rồi, anh bác ơi. Bây giờ nó nằm xuống bác. Tay chỗ nào? Tay đây. Con chạy nhé. Cẩn thận chạy lên mặt. À, chạy nhiều quá. Mình mang bộ tay lên. Wow, không thể tưởng tượng được. Wow. Ôi. Wow. Ôi trời. Wow, wow. Wow, wow, vừa lấy cẩn cẩn này. Oh. Wow. Rồi. Tí nữa mình phải xong mình đánh con vi á, mình rớ con vi đốt mình làm thành một cái đôi. Wow. Như đậu xanh nó bắt như cái sực sực đẻ ghê á. Chờ ngon chờ. Cho nó nằm xuống không?
khi đó nó chạy vô đấy. Chạy đi. Bập 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 bập. Không biết con ăn bếp cái rồi nó dưa lên. Con nào bự á. Chật 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 chật. Kìa. Kinh khủng lắm. Ta lấy luộc chải trước đi. Chải mấy con đó ra. Xe nha con, xe để em bắt hết chi nha con. Bắt hết chi cho nó vừa nó để chịu không con. Quay mặt luôn Phúc. Quay mặt quay anh làm trẻ thì em quay mặt anh rồi. Ngước mặt lên này. Kinh khủng. Khiếp. Khiếp thật à. Khiếp thật. Giờ rồi. Lầm lên luôn. Chụp như hột đậu xanh vậy. Này hột đậu gì với đậu xanh gì? Đậu ván hay nè. Còn dính trong cái đường này.
dưa cái dưới lâu lâu cũng được. Cái chất này quên chụp hình rồi. Đúng rồi. Quên chụp hình này. Chụp hình này. Cái.